Đức Thánh Cha sẽ mặc phẩm phục bằng lụa Thái trong thánh lễ tại Thái Lan. Phẩm phục cho Đức Thánh Cha Francisco và các vị đồng tế trong hai thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ tế trong những ngày viếng thăm Thái Lan được làm bằng lụa chất lượng cao của Thái Lan, do thương hiệu Jim Thompson nổi tiếng toàn cầu thực hiện. Trong những ngày này, 12 thợ Thái Lan đang tích cực làm việc để hoàn thành khoảng 200 bộ áo lễ dành cho Đức Thánh Cha và các giám mục. Ponsawan Sayanpradap, một người trong nhóm thợ may cho biết, đây là vinh dự cao quý trong sự nghiệp của tôi. Cả hai chiếc áo lễ của Đức Thánh Cha đều được thêu hoa văn truyền thống của Thái Lan với những nét chấm phá rực rỡ của nghệ thuật Thái. Một cái màu vàng và một cái màu trắng. Các giám mục đồng tế với Đức Thánh Cha tại Sân Vận động Quốc gia, tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Lên Trời vào ngày hôm sau cũng sẽ mặc phẩm phục được thiết kế tương tự. Cha Phêrô Chetachajade, phụ trách điều phối phụng vụ cho chuyến thăm của Đức Thánh Cha cho biết, màu vàng và trắng tượng trưng cho sự đơn sơ và vui tươi. Các màu đã được chọn theo phụng vụ trong ngày. Ngày 21 tháng 11, lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh, màu đỏ. Ngày 22 tháng 11, lễ Thánh Cecilia, màu vàng của vị thánh tử đạo.